Yo, hello anh em và chào mừng đã quay trở lại với Top Mobile Games. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa có những cái video mở box đúng không nào? Mà ngày hôm nay anh em có thể nhìn thấy số coin mà mình đang có 11.650 coin. Chúng ta sẽ quay cái box dành cho các iconic của Manchester United. Tuy nhiên cái mục tiêu ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những iconic Nhật Bản. Đây là những phiên bản cá nhân mình nhá. Cái arc của mình là nó rất khó có thể ra được những icon của Nhật Bản, đặc biệt là trường hợp của Kagawa hay là Kubo hay là bất kỳ một ông nào khác. Nên là ngày hôm nay chúng ta hãy đến với trường hợp của Kagawa nhá. Hy vọng sẽ quay được Kagawa để làm video dành cho anh em. Let's go. Có lẽ là hơi căng thẳng đấy, mình nghĩ là tỷ lệ ra nó cũng không có ngon lắm đâu, nên chúng ta sẽ skip nhá. Ok, và tầm này là cũng gần 1.000 rồi. Ôi, nổ rồi. Ai đây, chỉ cần không phải là một cái chân màu đen, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Lên. Ôi trời ơi, mặc dù tay dài rất xịn. À, chỉ số khá ngon, nhưng mà chúng ta đã có rồi. Rất là đáng tiếc, đó trường hợp của Andico. One eternity later. Căng quá anh em ạ. Quá là căng luôn, hơn 3k rồi. Anh em nhìn này. Tụt coi cứ như là tụt cái gì mà mãi vẫn chưa ra Kagawa. Ra chưa nào? Ok. Mình skip nhanh quá, kiểu như là lúc ấy mình cứ skip ấy, nên là thành ra là bây giờ mình bị skip mất rồi. Chúng ta chưa kịp xem cái màn xuất hiện của Kagawa. Nhưng không sao cả, Kagawa đã xuất hiện rồi. Shinji Kagawa, chỉ số khá ảo so với một cầu thủ người châu Á. Và buff và MU thì nó cũng sẽ được buff khá nhiều, tận 2 chỉ số cơ. Nên là khá là vui rồi. Ít nhất là cho đến thời điểm này thì chúng ta không bị ám bởi cái việc là không thể ra được nổi một ông icon của Nhật Bản. Không tính trường hợp của Nakamura, vì Nakamura mình quay bằng GP, quay bằng coin anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ hy vọng quay được thêm ông Miura hay là thêm ông Kubo nữa thì nó là hoàn hảo luôn. Chúng ta còn tầm 800 coin. 800 coin mình sẽ quay nốt cho tròn đúng 500 cầu thủ. Đấy là đẹp luôn. Nhưng mà khả năng cao là ra ông nào đây? Vấn đề là ra ông nào đúng không? Miura mình cũng thích, nhưng Miura bản trẻ cơ. Kubo cũng thích, nhưng Kubo thì thực ra Kubo bản nào cũng được. Bản đen thì có lẽ là nhìn sẽ thích thú hơn. Chứ bóng vàng thì tạm được thôi. Rồi lại khó khăn rồi à? Lại bắt đầu khó khăn à? Chỉ có 1-2 cầu thủ thôi mà sao Konami phải khó khăn với chúng ta thế nhỉ? Ra đi anh ơi. Đừng ngại ngùng gì cả, ra đi nào. Romero rồi, 100 coin quyết định. Phát này là ra đủ 500 cầu thủ luôn. Ok, hoàn hảo. Hoàn hảo rồi, thực sự là hoàn hảo. Chúng ta ra được Kubo, ít nhất là ra được Kubo. Kubo bảo nào thôi, ui bóng vàng à. Bóng vàng cũng được, nhìn có giày tím có vẻ đẹp. Ok, nhìn nó cũng khác lạ đúng không. Bóng vàng iconic đâu phải có nhiều đâu. Son Krasin giữa ông nào nữa đúng không? Kubo cũng là bóng vàng iconic khá là xịn. Cứ trẻ là thích thôi anh em ạ. Ok rồi, ổn rồi. Ngày hôm nay thì ít nhất là chúng ta cũng ra được 3 icon. Một trùng, hai ông Nhật. Thì có lẽ là không đến nỗi quá tồi đâu. Chúng ta đã tiêu mất khoảng 5.000. Mình nghĩ là 5.000 đúng không? 5.600 coin. 5.600 coin để sở hữu 3 iconic. Và một cầu thủ chúng ta hướng đến đó chính là Shinji Kagawa. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử là up chỉ số cho Shinji Kagawa, nhìn qua bộ chỉ số xem nó như thế nào nhá. Rồi anh em chờ tí nha, đây anh câu của mình đây. Câu với York thì mình cũng có rồi, nên chúng ta cũng quay ra thì thôi để đấy.
mùa năm sau chúng ta có thêm lợi thế. Rồi up thêm chỉ số lên bao nhiêu nào? 30. Chắc là ngốn cỡ khoảng hơn 300.000 điểm XP đấy. Mấy ông này hơi hơi trẻ trẻ tí là bắt đầu ngốn khá nhiều các cái thẻ nâng cấp cầu thủ của chúng ta. Rồi thêm một nhánh 42k nữa là ok này. Hoàn hảo luôn, perfect luôn. Đến nắng ấy. Ok, chúng ta sẽ check qua chỉ số một chút nhá. Mình sẽ làm một video riêng dành cho Kagawa sau. Rồi, dây bóng khá là hay. Dây bóng hay, chỉ số chân ngon. Style ổn phết, roaming flank. Rồi ổn đấy. Ok, và đó cũng là video lâu rồi chúng ta không quay trở lại cùng với các cái Quaybox. Hy vọng anh em thích cái video này. Đừng quên like, subscribe để tiếp tục theo dõi games. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại. Peace.